Sorry. À, mình biết là tất cả các bạn sinh viên ở đây vừa mới trải qua một kỳ học online ở nhà rồi đúng không ạ? À, mình ngồi học chắc đã nhiều rồi, bây giờ mình muốn tất cả mọi người hãy đứng lên để cháy cùng xin chào được không ạ? Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Sẵn sàng chưa? Ok, ok. Cháy hết mình nha. Không phải người ga lăng, anh chỉ thích chu đáo với người bình thường. Anh không đầu gấu, đang lập nghiệp chỉ là một con người bình thường. Nhưng mà lỡ say nắng thì sao ấy? Lỡ say nắng thì sao đấy? Hóa chỉ là vệ tinh đang bao vây. Em làm con tim này hao gầy. Em vô tình hay là vì không biết? Để tôi bắt đã cuốn lấy anh, em thấy là anh không biết. Let's go, we like a party. Để như có gì sai cho sorry. Và anh được gặp em mỗi ngày, chỉ là cho em cười để tôi thử đổi thay. Anh muốn được nói ngay, từng ngày anh lại đây. Tất cả bị mặc ở nơi đây, oh girl. Vỗ tay lên à! Chỉ thì tôi ăn một người và không mặc rồi. Ồ, ồ, tay đâu vỗ lên à, hôi. Em đi thật xa, vì là bài ca về em. Yeah. You make me crush, 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 crush. Oh, you make me crush, crush. You make me crush, 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 crush. Oh, you make me crush. Crush so fucking crush, baby. Tôi nghĩ trên một đường đầy trường, phải vì thế giới tìm biết nhiều cõi ốc nhưng có điều ai.
thể. Em là của cả đời anh, đúng anh nghĩ mỗi ngày như thế. Lý do con người tồn tại là vì tình yêu chưa thể nào ngưng. Mắt nhắm màu khép nín thở bình ta, nhưng trong lòng ngực vẫn luôn trào dâng. Feel vào cái micro những điều tuyệt vời con ta nghe thấy. Có một ngày gấp tới 12 giờ dùng tiếp cảm nhận. Người đến bạn, tay ôm nhau bên trong. Anh như đang thành công, luôn mang em theo trong. Các bạn ơi, một tay nào say 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 ê ô ê ô ok ê ô ê ô tiếp luôn nha. Còn các bạn sinh viên thì sao ạ? Ok, tại nhà C-Chance có phòng thu, tất cả bạn nào thích thì cứ qua thu. Và hôm nay điều đặc biệt C-Chance gửi gắm lòng chân thành này tới tất cả các bạn Hanu. Và xin chúc cho tất cả các bạn ngày mai thi tốt. Nếu mà các bạn nào cô đơn thì không phải là si hốt thì thầy cô hốt. Vâng, xin được cảm ơn rapper. Trên sân khấu Vibrant Hanu, quán quân The Voice mùa thứ 3, xin kính mời, xin kính mời Đức Phu. Trong qua miên man riêng anh một mình nơi đây, những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh là nghe những tâm tư này, là tiếng nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Vì em luôn là tia nắng trong em không xa rời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và lời đầu tiên cho Đức Phúc xin gửi một lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn sinh viên của trường Đại học Hà Nội. Và chúc chúng ta sẽ có một buổi tối thật là tuyệt vời nhé. Cuối thật to này. Chẳng phải còn ai nữa. Hãy để
mình nằm nhà mà coi pro. Mình sẽ không có rộn ràng ngồi ăn bên sông cùng trà, dẹp hết mấy thứ mình nói làm u ám bao ngày qua. Đừng cứ kiếm cớ đòi về cuộc vui có chết sống mà. Mình còn tăng hai, còn còn tăng ba. Đừng để chia nhau một lần nữa nha. Get fucking ready!